Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Trị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Mùa yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 7 tập truyện vừa qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện này. Cái kết này liệu rằng Trúc có được hạnh phúc với quyết định lựa chọn của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Khánh đỡ hòa đán ra xe Trúc đi phía sau Cô có cảm giác lạc lõng vô cùng Cô thầm nghĩ Họ có con Họ là một gia đình Còn mình thì sao chứ Trúc đưa tay sờ lên bụng của mình Cô mong ngóng có một đứa con Cô lặng lẽ lên ghế trước ngồi Khi thấy cả hai người đã ngồi ghế sau Cô thấy hòa đán nói chuyện với Khánh Khiến anh ta cười rất vui Cô thở dài ngao ngán Hòa đán liền lên tiếng hỏi cô Phu nhân có hay đi xem hòa nhạc này không? Đây là lần đầu tiên. Ngày trước tôi và anh Khánh hay đi xem người này biểu diễn lắm. Phu nhân xem và nhận xét thử xem nhé. Vâng. Khánh nhận ra Trúc có vẻ không thoải mái. Từ lúc xuống xe đến lúc ngồi nghe nhạc, Trúc cũng không nói câu gì. Cũng không thấy, nhìn anh ta dù chỉ một lần. Chợt gặp thầy Sơn cùng Phương và gia đình ở sành. Khánh nhận ra thầy Sơn, anh ta liền quay sang nhìn Trúc khi thấy Trúc và Sơn đang nhìn nhau. Chủ tịch thành phố cười rất tươi, chào hỏi Khánh. Chào cậu Khánh, nghe nói cậu nhượng lại trước chủ tịch thành phố cho đệ cứng của mình. Vâng, tôi rất bận, không có thời gian tham gia chính trị. Hơn nữa xã hội đen tham gia chính trị, không hay hò cho lắm. Ôi dào, xã hội đen được như cậu Khánh thì quá tuyệt vời. Ai mà dám chê bai câu nào? Đẳng cấp của cậu có thừa, tôi chỉ muốn vừa đủ không muốn thừa cậu con trai của ông đây sao phải rồi đây là con trai lớn của tôi khánh cười nhếch môi nhìn sơn chúng ta lại gặp nhau rồi phải nhưng chẳng có chuyện giống như lần đầu tiên đâu khánh cười khẩy nhẹ vỗ vào vai của sơn rồi nói nhỏ vào tai của hắn đừng nhìn vợ tao nữa kèo mày còn khổ hơn lần đầu đấy Khánh kéo tay Trúc lôi đi, Sơn nắm chặt tay. Còn Phương thì nhìn bên cạnh Khánh có hẳn hai cô gái. Bản thân cô ta cảm thấy chạnh lòng. Vào bên trong buổi hòa nhạc, Trúc giật tay khỏi tay của Khánh. Anh làm cho em đau rồi đấy. Hôm nay cô lại không thích chồng nắm tay của cô sao? Vậy thì cô thích ai nắm? Anh đừng nói chuyện kiểu đấy. Anh thấy rồi đấy. Anh ấy rất đàng hoàng. Đừng đem suy nghĩ thấp kém của mình áp đặt lên người khác. Khánh đang định nói thì đèn tắt, sân khấu bắt đầu buổi diễn, hòa nhạc. Được khoảng nửa tiếng, đột nhiên có một người, xưng là MC bước ra sân khấu, buộc sân khấu rất gần với vị trí mà Khánh ngồi. Đột nhiên hắn rút súng ra và chĩa về phía của Khánh. Thằng chó kia, mày nhất định phải trả giá. Tiếng súng vang lên mà mọi người bỏ chạy, Hoa Đán ôm lấy Khánh và che cho anh ta, nhát súng bắn trúng cô ta. Trúc cũng ngồi bên cạnh, nhưng lúc cô lao ra thì ai đó kéo cô thật mạnh ngã về phía sau. Khánh ôm lấy hoa đán, còn tên kia bị người của anh bắn chết tại chỗ. Máu chảy đầy tay của Khánh, anh ta đang ôm chặt hoa đán trong tay. Anh hứa sẽ không sao đâu, anh hứa. Anh Khánh à, con của chúng ta. Không sao, sẽ ổn thôi. Khánh bế hoa đán đi vụt qua chúc và coi cô như người vô hình. Tay của Khánh bịt chặt vết thương, máu vẫn tuôn ra, kẽ tay của anh. Hoa Đán nói thều thào với Khánh: Anh phải giữ con cho em, nhất định là phải giữ con cho em. Chắc chắn rồi, anh sẽ làm hết sức có thể. Trúc đứng như chết lặng trong dạp hát, từ sau áo choàng lên người của cô. Cô quay sang nhìn thấy Sơn. Sao em không bỏ chạy chứ? Chồng của em đang ở đây, làm sao em có thể bỏ chạy được? Em chỉ tiếc Em chỉ tiếc Là em không phải người đỗ đạn cho Khánh chứ gì Em sai rồi Tất cả là ý trời Trong lòng anh ta tự biết em là con người như thế nào Đâu phải cứ lao ra mới là sống hết mình Sống đến hy sinh bản thân chứ Nhưng đúng là em có thể bất chấp tất cả Để bảo vệ người em yêu thương Thầy Sơn à Khi em còn đứng đây Là thầy biết em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ Vậy còn thầy, Tại sao thầy không bỏ chạy chứ? Bởi vì em đang đứng ở đây. Câu nói của Sơn khiến cho Trúc cảm thấy ái ngại và vô cùng bối rối. Trong phòng phẫu thuật, bạn của Khánh nói bên tai. Đứa bé không giữ được, cô ấy mất quá nhiều máu, lượng thuốc truyền vào cũng khiến cho thai sinh hóa ra. Khánh lúc này lưỡng lửa. Chết tiệt, tôi hứa với cô ấy là tôi giữ lại đứa bé cơ mà. Nhưng mà cô ấy quá nguy cấp, không thể nào cứu được. Cậu học y cao hơn tôi, cậu thừa hiểu. Mổ đi, làm tất cả để cứu sống cô ấy. Chỉ cần sống là được. Trúc ngồi cả đêm trong phòng, cô nhận được tin từ Vũ già. Sao rồi ạ? À? Cô ấy có sao không Vũ? Mợ hai mất con, không thể nào giữ được đứa bé. Mới phẫu thuật xong à? Rốt cuộc kẻ điên đó là kẻ nào ạ? À? Hắn giết MC thật, để giả mạo bước vào trong đó nên mới không bị phát hiện do có xích mích với cậu khánh nên hắn mới ôm mối thù lâu như vậy cuộc sống của anh khánh thật sự rất là nguy hiểm vú à con sợ bây giờ thì phu nhân biết tại sao cậu ấy không muốn để lộ mặt của phu nhân ra ngoài bên cạnh ngày ấy là một chuỗi nguy hiểm thật sự rất nguy hiểm mợ hai chắc là đau lòng lắm thật sự cháu cảm thấy buồn thay cho mợ ấy Tất cả đều là số phận, phu nhân đừng suy nghĩ nhiều mà hại đến sức khỏe. Dạ vâng. Lúc này tại Việt Nam, Phú gặp Tiên tại một cuộc họp cổ đông, cô ta cười nhẹ. Chào anh trai. Chào em, người con gái không phải là em của tao. Em có ý thế này nhé, em để lại 30% cổ phần của em cho anh. Cứ đưa ra cái giá hợp lý đi. Em không bán. Anh trai ơi. Vậy em muốn gì? Em muốn chúng ta kết hôn. Sao? Em nói như vậy. Anh đang bị ông già ép lấy con gái của chủ tịch B. Lấy cô ta cũng có thể giúp đỡ cho anh, nhưng mà anh cưới em nhé. Em giúp cho anh bay cao và bay xa hơn cả anh Khánh. Anh có thể lấy bất cứ ai, ngoại trừ em Tiên à? Phú quay đi, vẻ mặt khinh khỉnh với Tiên. Tôi biết là anh từ chối để xem tôi hay là anh có thể nắm giữ được tập đoàn này. Trở về nhà Phú nhận được tin tức của Trúc nói về việc Xuân suýt nữa bị cưỡng hiếp. Phú đọc xong trả lời với vẻ lạnh tanh. Anh và cô ta không còn liên quan gì với nhau. Cô ta sau này có như thế nào? Không phải là chuyện của anh nữa. Phú nhắn vậy xong mở điện thoại ra nhìn hình ảnh của Xuân. Anh ta chụp bên bờ hồ. Anh ta miệng run rẩy và ôm miệng. Phú nhăn mặt rồi bật khóc anh ta nhớ lại lời nói với cha của mình con sẽ kết hôn với con gái chủ tịch ca con sẽ làm tất cả những gì bố muốn có lẽ hoàng kim phú thật sự rất yêu cô gái đó yêu đến mức một kẻ ăn chơi như anh ta phải bật khóc khi nhìn thấy ảnh của người mình yêu anh ta nói khẽ anh tự hỏi có sai khi vội yêu ông hoàng đứng bên ngoài cửa phòng con trai nhìn vào thấy phú đang khóc ánh mắt của người cha chợt nặng trĩu buồn bã vô cùng hoa đán sau khi lơ mơ tỉnh dậy cô ta sờ tay lên bụng của mình con của tôi con của tôi đâu nói xong hoa đán bật dậy khánh ngồi ngay bên cạnh cô ta tỉnh rồi là tốt anh khánh con của chúng ta vẫn ổn chứ anh xin lỗi khánh nói câu đó hoa đán tự hiểu và cô ta bật khóc gào lên trong đau đớn. Không, tại sao lại như vậy? Anh nói rằng anh hứa với em anh giữ con cho em cơ mà. Anh nói dối. Anh là người nói dối. Hòa đán khóc và đánh vào người của Khánh. Nhưng anh ta ôm chặt lấy cô. Bình tĩnh, em đang còn rất yếu. Tại sao anh không thể bảo vệ em? Chưa lần nào anh bảo vệ em cả. Em phải sống thế nào đây? Con của em. Trúc lúc này lặng lẽ đi tới phòng bệnh. Cửa phòng mở ra cô thấy Hoa Đán đang ôm Khánh khóc rưng rức, Trúc vừa bước vào, Hoa Đán vội lau nước mắt, chúc lên tiếng hỏi han. "Chị đỡ hơn chút nào chưa?" À? phù nhân chỉ mới là cảm giác không thể có con, còn tôi mất đi đứa con, cảm giác nào đau lòng hơn? Chắc là phu nhân tự rõ. "Tôi tôi rất lấy làm tiếc." Khánh lúc này lên tiếng, "Em đi về đi." Lúc này anh không muốn hoa đán bị kích động Nên chắc chắn Có những lời nói không hay Em đến đây để hỏi thăm Không cần em hỏi thăm Khanh lúc này quát lớn Trúc cắn chặt răng cô lùi lại Rồi gật đầu nhẹ rồi quay bước đi Bước ra khỏi hành lang Trúc tay nắm chặt Thế nhưng nước mắt của cô vẫn rơi xuống Cô gạt đi Cố lên nào Chuyện có lẽ cũng đến lúc kết thúc một tháng sau Trúc sang bên Pháp thăm bố đẻ cả tháng. Đến khi cô trở về thì Yumi đón. Phu nhân, chào mừng phu nhân trở về. Về còn kịp nhập học chứ? Được rồi đi nào, Vũ nhớ cô lắm đấy. Vừa về tới cổng Vũ già ôm chầm lấy Trúc. Phu nhân cuối cùng đã về, gầy đi nhiều quá, định làm người mẫu hay sao? Dạ cháu vẫn vậy mà Vũ. Thế đâu mà thế, không có cháu ở đây cấm điện buồn lắm. Với lại phải về chưa đi xa chồng lâu ngày là không được đâu anh ta vẫn luôn ở bên mợ hai có đúng không Vũ chuyện này Vũ Vũ đừng giấu cháu Yumi nói hết cả rồi không sao đâu ạ à. cháu nghĩ thông suốt rồi hôm nay cháu sẽ dứt điểm mọi thứ sát và Khánh trong phòng làm việc có bàn về vấn đề chiếc quạt mà bố của Chúc ăn trộm trước đây chắc chắn nhà chủ tịch thành phố có liên quan mọi dấu tích vòng quanh thế mà cứ quay về đấy cái quạt đó rốt cuộc có chứa cái gì mà khiến cho ai cũng muốn nó khiến cho ta cảm thấy thú vị rồi đấy con gái ông ta rất thích ngài ngài có thể lợi dụng cô ta đàn bà ư ừ, chỉ thêm phiền phức cứ theo dõi sát sao đi dạ vâng thưa ngài sắt bước ra ngoài nhìn thấy Trúc liền tươi cười chào hỏi phu nhân đã về chào anh sắt anh khỏe chứ tôi khỏe lắm phu nhân gầy hơn thì phải tôi còn béo lắm anh khánh có trong đó không ạ à? có đấy ạ à, thưa phu nhân vậy tôi xin phép sắt thấy trúc có vẻ dạng dỡ hơn cô bước vào nhìn khánh rồi mỉm cười khánh thì gượng gạo khi nhìn thấy cô mới về sao dạ vâng em có chuyện này muốn nói trúc đặt một tờ giấy lên bàn đơn linh hôn điều em muốn nói là đơn ly hôn sao dạ vâng em nghĩ anh cũng mệt mỏi rồi sau một tháng em suy nghĩ và em nhận ra tình cảm của chúng ta quá hời hợt chắc là chúng ta chỉ rung động phút chốc thôi em rung động phút chốc chứ anh thì không em thấy anh và hoa đán phù hợp hơn thêm nữa nên để chế độ một vợ một chồng tiện cho mọi bên anh à em giận anh vì hành động hôm đó sao dạ không em không giận anh có thể anh nghĩ cô ấy xả thân vì anh mà lại thấy em nhơn nhơn thì anh ngứa mắt anh quát em là đúng em không có can đảm đấy em không thể nào bảo vệ anh được anh không cần ai bảo vệ mình cũng chưa hề có ý rằng em không dám vì anh mà xả thân em như thế nào anh rất rõ nhưng mà em muốn ly hôn mong anh chấp thuận em sẽ ra ngoài em chuẩn bị đi học rồi em không có gì hối hận đâu cô ấy và anh hợp nhau hơn em nếu em muốn chúng ta ly hôn thôi được rồi nhưng phải là sau một năm nữa em chờ được tạm thời ly thân cũng được em cảm ơn khanh lúc này mắt lờ lờ nhìn trúc trúc cười nhẹ rồi quay đi khanh nói lầm bầm sau lưng anh yêu em hãy nhớ điều đó cảm xúc của em là nhất thời còn anh thì không em sợ tình yêu từ anh không thể với tới nó và em không dám với tới. Càng với lại càng xa xôi. Chút bước đi Khánh nhắm mắt thở dài, cô bất chợt gặp hoa đán bên ngoài, hoa đán đon đà khéo léo. Phu nhân về khi nào vậy? Tôi không biết nên chưa nganh đón được phu nhân. Mợ hai khách sáo quá rồi. Đợt này anh khắn, anh ở bên tôi nên khiến cho tôi bận bịu Nếu có sai sót ở đâu phu nhân cứ bảo với tôi, đừng để bụng rồi hai người lại khó chịu với nhau. Tôi rất dễ tính, mợ hai đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ sợ phu nhân có cảm giác lạc lõng, giống như một người thừa thôi, các cô gái trẻ hay nghĩ như vậy. Trời ơi, trẻ nghĩ đâu mà già như mợ hai nghĩ, hộ trước tôi rồi đấy. chúc cười nhếch môi sau đó lướt qua, Vũ già chợt lên tiếng. Phu nhân của tôi đi đâu đây, ông chủ chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng cô thi đỗ đại học bữa tối lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người thôi đi ạ à. vu nói với anh ấy tôi thấy mợ hai đang còn yếu lắm bảo anh ấy nên dành thời gian qua đó chăm sóc mợ hai thì tốt hơn là ở bên cạnh tôi chúc nói xong rồi đi thẳng khánh vừa đi ra ngoài thì hoa đán ôm đầu lào đảo cô ta mệt mỏi thở dốc anh anh khánh nếu như mệt em nên về phòng nghỉ ngơi vợ anh về rồi Cô ta như chết lặng khi cảm thấy mỗi khi trúc xuất hiện thì trong lòng của khánh dường như cô ta là vô nghĩa. thầy sơn tại ngôi trường y anh ta cầm một tập hồ sơ của trúc rồi nói với hiệu trưởng tôi muốn làm chủ nhiệm lớp này thưa thầy được chứ cậu sơn thích là được xuân mỉm cười sờ tay lên tập hồ sơ có ảnh của phan thanh trúc dường như cánh cửa tình cảm của anh dành cho trúc đang thực sự mở ra trong bữa tối lung linh ngọn nến khánh ngồi nhìn anh nến với đôi mắt rất buồn chờ cho tới khi chúc bước tới chúc nhìn thấy khánh cô nắm chặt tay cố gắng tỏ ra vui vẻ xin lỗi em về hơi muộn mà chị hoa đán đâu rồi anh em có cần phải làm như vậy không chúc em hỏi thật lòng trong đầu em bây giờ tư tưởng rất thoải mái dù sao em chưa kịp nói với anh một câu câu gì chứ thành thật chia buồn với anh bởi vì anh đã mất đi đứa con em rất lấy làm tiếc tiếc thật sâu trong lòng của em điều đó em nghĩ rằng với anh quan trọng sao với anh con không quan trọng thì thứ gì mới là quan trọng chứ sự nghiệp này gia tộc này với anh là tất cả nhưng nó chỉ đổi lại cho anh sự độc ác và sự cô đơn mà thôi đây là sự lựa chọn của anh em không cần phải nói thêm bất cứ điều gì ngồi xuống và ăn đi ngày mai em dọn ra ngoài em phải gần trường để tiện cho việc học hành khánh đang cắt thịt liền ngừng tay em có vẻ như rất muốn rời khỏi nơi này và không cảm thấy luyến tiếc bất cứ điều gì nếu như em muốn như vậy anh không giữ cứ làm những việc mà em muốn đi cảm ơn anh từ bây giờ chúng ta ly thân được rồi anh chấp nhận câu nói quyết định của khánh và ánh mắt của anh ta rất kết đoán khi chấp thuận việc ly hôn đêm hôm đó khánh đứng bên bờ hồ kéo đàn từng tiếng nhạc vang lên một bản nhạc rất buồn và da diết. Trúc ngồi trong phòng gấp quần áo, cô đỏ đôi mắt khi nghe thấy tiếng nhạc, nhưng rồi cô gạt vội nước mắt để cố gắng dứt ra khỏi nơi này. Hoa Đán ngồi cầm ly rượu, vẻ mặt buồn bã nói với ốc. Đáng lẽ ra chị không nên quay lại, cứ nghĩ rằng trái tim anh ấy chỉ có một mình chị. Thế nên chị đã rời đi. Nếu năm đó ông của anh ấy không ép bố chị đến đường cùng, thì chị không bao giờ rời xa anh ấy. Để cho giờ đây, cô ta mới có cơ hội để chen vào. Mợ hai, xin mợ hai đừng buồn, em có nghe ngóng được là cô ta sẽ dọn ra ngoài sống đi ạ. À? Ra ngoài sao? Vậy khác nào là ly thân. Em nghĩ cơ hội loại bỏ cô ta dễ dàng hơn khi mà cô ta ở lại đây đi ạ. À? Ý trời đang giúp chúng ta sao? Dạ vâng, là ý trời tất cả là ý trời đang giúp mợ hai đi à chị nhất định loại bỏ dần dần nó dáng vẻ của nó rất vanh váo khi nhìn chị chị chỉ muốn tát vào mặt của nó thôi mợ hai à mợ sẽ sớm làm được việc đó thôi mợ cứ yên tâm thầy sơn đi ra ngoài sân vườn anh ta mở tầng hầm và đi xuống bên dưới đó là một căn chứa toàn là đồ quý sơn lặng lẽ đến bên chiếc quạt bằng gỗ anh ta mở ra và đọc Kẻ nào nắm giữ chiếc quạt này, kẻ đó là chủ nhân của tộc bóng đêm. Sơn quá ngạc nhiên khi anh ta biết bộ tộc bóng đêm là một trong những bộ tộc xã hội đen nổi tiếng, ngang ngừa với mắt quỷ. Anh ta cười lớn, cười như kẻ điên, ánh mắt vô cùng cuồng dại. Chủ nhân của bóng đêm sao? Khánh, để xem giữa chúng ta, ai hơn ai? Một tuần sau đó, Trúc nhập học vào lớp. Cô ở cùng Xuân trong căn nhà thuê gần trường, Trúc luôn được bảo vệ từ xa. Tới khi thầy Sơn bước vào, Trúc ngạc nhiên khi biết anh chính là thầy chủ nhiệm của lớp. Tôi tên là Sơn, là người phụ trách dạy các em. Rất mong thầy trò chúng ta cùng nhau hoàn thành tốt trong học kỳ này. Sơn nhìn Trúc và mỉm cười, còn cô cũng cười nhẹ. Cô có cảm giác bối rối khi Xuân lên tiếng nói. Thầy Sơn dạy mình, không ngờ luôn đấy, đã là dạy mình tiếng ngày xưa bây giờ còn là giảng viên đại học y giỏi thật sự ừ, không ngờ lại gặp thầy ở đây sau khi tàn học trúc đang đứng chờ xuân lấy xe thì sơn đi qua anh ta kéo cửa kính và hỏi cô em có xe chưa dạ em có rồi thưa thầy thầy quên em là ai cơ chứ là vợ của người nổi tiếng em vẫn hạnh phúc chưa trúc em vẫn hạnh phúc nên mong thầy chúc phúc cho em luôn luôn được hạnh phúc à? Trúc biết Sơn có ý với mình nên cô nói khéo. Tại sao thầy phải chúc em hạnh phúc khi thầy yêu em đến cháy lòng chứ? Ánh mắt của Sơn nhìn vào Trúc như khẳng định rằng anh ta yêu cô. Thầy còn chưa biết gì về em, chưa một lần nói chuyện lâu với em. Lý do gì thầy lại có thể nói yêu dễ dàng đến như vậy à? Bởi vì thầy thích em từ cái nhìn đầu tiên, từ ngày em còn đi học tiếng. Vậy tại sao thầy không ngỏ lời ngày đó mà để đến khi em có gia đình thầy mới nói với em đó là điều làm thầy ân hận nhất trong cuộc đời của mình trúc ạ à. quá muộn rồi thầy ạ à. em chào thầy trúc lên xe rời đi sơn cười nhẹ không có gì là quá muộn chỉ mới là bắt đầu thôi tại cuộc họp ký kết khánh và nhà đầu tư bắt tay nhau rồi cùng nâng ly ăn mừng mọi chuyện thành công tốt đẹp vừa mờ rời mới khỏi phòng anh ta lào đảo sắt vội vàng đỡ lấy anh ta ngài làm việc quá sức rồi đây ạ à? lại rượu nhiều thế này hại cơ thể lắm ta tự biết sức khỏe của mình không cần phải lo khánh rời đi sắt nhìn theo ánh mắt vô cùng lo lắng Trúc đi qua bến cảng đi tắt qua khu ổ chuột thấy một cô gái bị ba bốn tên đang trêu ghẹo giật áo hở cả áo bên trong cô vội vàng hét lớn các người làm cái gì thế à? Tôi mới sinh con xong, đừng làm thế với tôi. Thì cho anh gửi một đứa. Tụm năm, tụm ba, tụm bảy, các người bắt nạt một cô gái, bệnh hoạn, xé rách cả áo người ta. Mấy tiền đó thấy các cô gái bên ngoài liền bỏ đi. Trúc liền nhìn thấy sau cô gái, có đứa bé bế một em bé còn đỏ hòn, trong túp lều lụp sụp. Cô bước xuống mỉm cười với đứa bé, đang bế em. Chị mới sinh sao? Vâng, đây là hai con của tôi. Lũ kia ở đây có hay làm thế với chị không? Nó dình tôi đẻ xong đây à? Cả hai đứa bé đều là kết quả do tôi bị cưỡng hiếp. Tôi khổ lắm cô à? Vậy chị bao nhiêu tuổi? Tôi 20. Chúng ta chạc tuổi nhau. Thế tại sao cô không rời bỏ nơi này mà đi chứ? Khổ này tất cả đều chẳng ai dám đi. Chúng tôi đều làm việc ở bến cảng như một nô lệ đời nọ nối tiếp đời kia đàn bà trong xóm đa số bị cưỡng hiếp rồi sinh con tự nuôi lớn những đứa trẻ qua các thế hệ chúng tôi đi là chúng tôi bị giết cả nhà sao chị không báo với cảnh sát nếu để con gái của chị lớn lên ở đây thì sau này chắc chắn nó cũng giống như chị 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 không nghĩ cho nó sao đời mẹ tôi cũng vậy mà thôi ở đây làm việc như một nô lệ chủ doanh nghiệp của chị là ai tại sao lộng hành không cho người khác đi như vậy chị chị đang chảy máu kìa cô nói bé bé thôi tôi xin cô đấy làm như thế mất mạng như chơi hai tên to cao đi vào quát mấy người trong xóm mẹ kiếp không cút vào trong còn ra ngoài này đứng làm gì sắp đến ca làm việc rồi đấy một tên mặc bộ đồ giản dị tay cầm dùi cui điện quát tháo họ họ nơm nớp lo sợ Lũ đàn ông khi nãy bị hắn quật cho liên tiếp không ghê tay. Hắn chỉ cây gậy vào mặt của Trúc. Tại sao có hai con bé nào đi lạc vào đây? Ai mở đầu đường đầu càng cho chúng mày? Chúng mày không để ý có người đi qua đây à? Xuân lúc này cau mày. Đường này thi thoảng tôi vẫn đi qua. Còn ông, ông là cái thá gì mà cấm đường chứ? Chúc vội vàng lên tiếng gàn Xuân. Ai chả, cô em này mồm to thế nhỉ Biết đây là đâu không? Mà to mồm. Không là đâu hết. Là địa phận của mắt quỷ, cả cái bến cảng này là của người đứng đầu xã hội đen lớn nhất cái nước này. Nào, mày có dám mồm to nữa không? Chút lúc này lặng lẽ nhìn tên kia. Hóa ra đây là nơi mà mắt quỷ làm giàu sao? Bắt ép phụ nữ làm việc, coi họ như nô lệ, giam cầm họ cả đời ở đây, cùng với những tên đàn ông không được học hành cưỡng bức họ sao? Ơ ờ, hay, cô em, triết lý gì ở đây? Số chúng nó phải thế. Như đàn bà ở đây đều phải qua tay anh mới ok. Em bức xúc ấy, đi báo cảnh sát đi. Tôi biết cảnh sát không làm gì được các người, thì mới để đến như thế này. Nhưng tôi mong muốn anh thả họ ra. Ui giời, em là ai mà nói chuyện như thần tiên tỷ tỷ thế? Chừng nào em là vợ của xếp tổng, thì hãy đến đây gặp anh. Xuân vô cùng bức xúc, cô lên tiếng. Vợ của xếp tổng đang ở đây đấy, đồ ngu. Tên kia nghe xong cười, cô vẻ khinh bỉ. Thôi lượn đi, không là anh giữ các em ở lại đây luôn đấy. Làm nô lệ tình dục cho anh đấy. Người đàn bà kia đang chảy máu, tôi muốn đưa cô ấy đi khám trước. Cút, nó sống hay chết đấy. Bọn mày đừng mơ bước chân vào đây. Hàn tóm cô gái rồi vụt vào cô. Cô gái van xin cô gì ơi cô đi đi tôi chịu được cô đi đi dừng tay lại đi các người chị ấy vừa mới sinh con còn đang rất yếu cút ngay hai con mụ này cút tôi là vợ của hoàng kim khánh thả cô ấy ra người đâu tống hai con dở hơi này ra ngoài vơ va vớ vẩn chúc và xuân bị đẩy ra bên ngoài ánh mắt cô gái kia giống như tuyệt vọng chúc nói lớn vào trong cô yên tâm đi tôi nhất định đến cứu cô Xuân vội vàng kéo tay của Trúc. Thôi đi, không vào được đâu. Hoa ra kẻ độc ác nhất, lại chính là chồng của mình. Về hỏi xem thế nào, cứu cô gái kia quan trọng. Đi, chúng ta đi thôi. Trúc về đến phủ mắt quỷ, gia nhân cúi chào. Cô chạy vội vào bên trong gặp hoa đán. Cô ta đang cười. Phu nhân hôm nay về đây, hẳn là có chuyện rồi. Tất nhiên. Trúc cười nhẹ rồi chạy vụt qua, Vừa vào tới cấm điện, vũ già cười khẽ. Phu nhân, phu nhân đã về rồi sao? Anh ấy đâu ạ? À? Mới về xong, đang ở bên trong đấy. Trúc mở cửa bước vào đúng lúc Khánh vừa mới tắm ra. Anh ta đang trần chuồng, Trúc quay mặt đi. Em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Anh mặc đồ vào rồi nói chuyện. Khánh không nói gì, Trúc quay ra thấy anh đang đứng lau đầu mà chả có ý mặc đồ anh bận nên nói nhanh đi hôm nay có tên định đánh em khánh quay lại cau mày nhìn chút là ai anh ta nhếch môi có vẻ rất tức giận ở bến cảng anh phải ra đó cùng em cô biết nói dối từ khi nào cô có thể đánh nhau với hai tên đàn ông vậy mà lại về mách tôi vì bị một tên dọa đánh cô sao không giống cô một chút nào khánh quay đi và với áo choàng mặc lên người rồi cầm một ly rượu vang nhấp lên môi anh giúp em cứu một người đi là ai cô nô lệ sống ở bến cảng anh có biết chuyện chúng bạo hành người ở đó không chuyện vặt vãnh liên quan gì đến anh chuyện vặt vãnh sao anh không coi mạng người ra gì tôi thật sự hối hận khi mà lấy anh khanh ném ly rượu về phía của chúc choang choang cầm miệng đi cô là cái thá gì mà cứ mỗi lần cô lại chỉ chiết tôi mỗi khi gặp mặt chứ vậy thì anh cứu cô gái đó đi làm ơn cô ấy vừa mới sinh con còn rất yếu làm ơn đi tôi xin anh đơn giản thôi đêm nay cô ngủ lại đây phục vụ tôi thì chuyện đó cực kỳ đơn giản tôi thậm chí giải phóng cho cô ta hết kiếp nô lệ chúc nắm chặt tay cô nói vọng ra ngoài vú ơi Vũ bảo xuân về đi ạ à? hôm nay cháu ở lại đây Khánh nhếch môi cười lớn chúc cười bò bộ đồ từng lớp áo từng áo lót cô trần chuồng đứng trước mặt khánh Khánh nhìn cô, anh ta tiến tới bế bổng cô lên, "Chú quay mặt đi." Anh ta cười khẽ. "Phục vụ thì cho chót, anh vui, em cũng có niềm vui." Giọng anh ta có vẻ rất là đều, chúc ôm mặt chuẩn bị cho cuộc chiến vào ban đêm, khi Khánh lâu ngày chưa đụng vào vợ, cô sợ đêm nay sẽ là một đêm rất dài. "Chú quay mặt đi khi nằm trên giường." Anh báo người tới cứu cô gái đó trước anh nhắn cho sắt rồi cứ yên tâm khánh xoay mặt chúc lại cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác em không muốn sao nhưng anh muốn em biết bao lâu rồi không anh thiếu gì nơi để xả chứ biết đâu hòa đán bây giờ lại sắp có thai nữa rồi cũng nên em nghĩ rằng anh bỉ ổi đến như vậy sao chúc vậy anh ở bên đó thế chả nhẽ anh không làm gì mà thôi tóm lại anh có làm gì thì thôi chả có quyền can thiệp anh sẽ không lặp lại sai lầm lần hai. Còn em tin hay không? Đó là việc của em. Khánh hồn lên môi của cô. Anh ta giữ chặt tay của cô. Áo choàng của anh ta bung ra. Hai thân thể cọ sát vào nhau. Khánh đôi mắt đầy ấm áp nhìn Trúc. Trúc bám chặt vào tay của Khánh. Anh ta mơn trớn bên ngoài. Sau đó đi thẳng vào cửa mình của cô. Khánh như con hổ điên. Anh ta dập mạnh đến nỗi người của Trúc nảy lên chúc thấy rõ vẻ mặt phấn khích của khánh khi quan hệ với cô ốc lúc này báo lại với hoa đán dạ thưa mợ hai cô ta ở lại đêm nay rồi biết làm sao được anh ấy lúc nào cũng mong cô ta về tôi thấy rõ trong mắt của anh ấy khi nhìn cô ta việc để cô ta ra ngoài nhưng vẫn cho người bảo vệ cũng là nuông chiều theo ý cô ta anh ấy rất nuông chiều nó theo cách riêng của anh ấy mà nó hoàn toàn ngu ngốc không hiểu ra. Thời gian vừa rồi ở bên mợ, nhưng mà ngày ấy lại không đề cập đến chuyện trai gái. Tôi có chủ động nhưng anh ấy từ chối khéo, rằng tôi mới phẫu thuật nên đang còn yếu, không muốn quan hệ với tôi. Đúng là anh ấy bây giờ xa cách với tôi. Có thể loại bỏ cái thai đó một cách minh bạch. Cái thai đó thật sự khiến cho mợ đau đầu có phải không ạ? À? Đúng nhận kết quả xét nghiệm xong tôi cũng khẳng định luôn trước khi gặp khánh mấy ngày tôi có quan hệ với một tên đàn ông ngoại quốc khi đó say quá nên mất tự chủ nhưng thời gian mang thai sàn sàn nhau nên tôi sợ là của anh ấy nên mới để lại thôi không ngờ lại không phải và mợ hai lên kế hoạch đưa kẻ thù của ngài ấy vào để bắn ngài ấy vừa đỡ đạn lấy được lòng của ngài ấy lại có thể khiến ngài ấy không thể bỏ mợ sau cú đỡ đạn quả là trí thông minh của mợ hai thật sự rất tuyệt vời không qua mặt được anh ta đâu chẳng qua tôi ra tay trước anh ta nói khéo với bên y phòng rằng thai được ba tháng đủ cứng cáp sẽ chọc ối xét nghiệm vậy là ngày ấy có nghi ngờ sao em nghĩ xem một kẻ đa nghi như anh ta liệu có bỏ qua chuyện tôi đột nhiên quay trở về rồi lại có thai ngay được không vậy sự ân cần dịu dàng đó là gì ạ à? anh ta luôn cố ý thăm dò vì anh ta có lỗi với chị năm xưa nên mới để chị ở lại chị biết điều đó trong lòng anh ta không còn có chị nhưng không sao chị sẽ kéo anh ta lại dần dần ngày ấy có lỗi gì với mợ hai anh ta luôn ép chị phá thai mỗi khi biết chị có chính vì cãi nhau ngày đó chị muốn giữ lại để ra sức ép với ông anh ấy nhưng anh ấy vẫn ép chị phá bỏ cãi nhau nên chị mất lái, tông xe vào một gốc cây. Em không hiểu, ngày xưa yêu mợ như vậy, lại bắt mợ bỏ thai sao? Anh ta không muốn có ràng buộc gì, bởi vì anh ta là một kẻ độc tài. Nhưng đối với cô Trúc kia, lại muốn có con cùng, thật là không công bằng. Thì cô ta lại chẳng thể nào có con. Đó đúng là ý trời, không ai cho ai tất cả. Giờ thì cách nhanh nhất đẩy cô ta đi, chính là khiến chúng tự ghét bỏ nhau. Dần dần mờ nhạt và lìa xa nhau thôi. Em hiểu ý của mợ, sớm muộn gì, bọn chúng cũng chia xa. Tuyết rời là tà bên ngoài, bên trong căn phòng ngủ, Khánh và Trúc vẫn đang quay quần với nhau. Tại Việt Nam, lễ cưới của Phú sắp diễn ra trong căn phòng nhỏ tại biệt thự riêng của Phú. Anh ta quan hệ với một cô gái, nhưng với vẻ mặt lạnh tanh. Sau đó anh ta đột nhiên dừng lại và đuổi cổ cô ta đi. Đi ra ngoài. Anh... Anh mở cửa cho em. Phú ôm đầu vẻ mệt mỏi bất cần và lao vào hút trích. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi màn hình điện thoại của anh ta sáng lên. Anh ta đang để hình của Xuân làm hình nền. Phú đập nát chiếc máy xuống sàn. Anh ta vừa cười vừa rơi nước mắt. Phú ôm đầu bật khóc trong một căn phòng lớn. Anh ta nhìn màn hình vỡ, nhấp nháy hiện lên hình ảnh của Xuân. Anh ta run tay sờ lên màn hình. Anh thậm chí còn không dám hôn em. Chạm khẽ vào tim anh một chút. Ngày mai xa rồi. Trúc hôm sau tới bệnh viện gặp cô gái nô lệ. Thấy Trúc cô ấy vội vàng lao xuống giường bệnh. Cảm ơn cô. Cô là ân nhân của tôi. Tôi thật không ngờ cô lại là phu nhân của ngài ấy. Chị khỏe là tốt rồi. Tôi rất thương khi nhìn thấy hoàn cảnh của Chị ngày ấy đã cho thiết lập lại đội ngũ làm việc ở bến cảng chúng tôi sẽ nhận được lương và có bảo hiểm như những công nhân khác nam nữ đều được ở tách biệt không có chuyện tôi bị xâm hại tôi làm việc ở đó quen rồi nên tôi sẽ về đó cảm ơn phu nhân anh ấy chỉ đạo như vậy sao vâng tất cả là nhờ phu nhân có tấm lòng ấm áp lương thiện người đã đem một ông chủ biết quan tâm hơn đến những kẻ thấp hèn như chúng tôi ngày ấy có tới đây nói với tôi rằng tôi không còn là nô lệ tôi là một công nhân làm việc chăm chỉ tất nhiên là có lương cao các con tôi được đi học tất cả là nhờ phu nhân đấy ạ à? anh ấy nói như vậy thật sao dạ vâng chúng tôi đợi ơn phu nhân khi nào rảnh nếu không chê mời phu nhân qua chơi với chúng tôi vâng tôi biết rồi chị yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe nhé Trúc ra khỏi hành lang lòng cô chợt vui mừng hơn khi thấy khánh thay đổi Cô mỉm cười, bước ra ngoài nói với Yumi. "Cậu phú sắp cưới, chúng ta phải chuẩn bị qua đó sớm." "Anh ấy cưới sao?" "Cái này cho tôi qua gặp Xuân trước, có được không Yumi? Vâng, nhanh lên một chút đã." "Chúc tới gặp Xuân, Xuân đang nấu ăn nghe tin chợt dừng lại. "Thì anh ấy cưới vợ cũng tốt, lớn tuổi rồi mà." Xuân nói gượng gạo. Ánh mắt rất buồn nhưng đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tay run bần bật. Xuân à, mày làm sao thế? Nếu mày yêu thì mày cứ mạnh dạn lên. Tao không yêu anh ấy. Tao nói với mày rồi. Mày nói dối. Tại sao? Mày lại làm như thế? Tao buồn lắm. Tao không dám với tới anh ấy đâu. Xuân bật khóc rồi kề rằng bố của Phú gọi điện và phản đối chuyện tình yêu của hai người tại phủ mắt quỷ, hoa đán đến gặp Khánh. Em nghe nói anh Phú sắp cưới, em muốn đi chúc phúc cho anh ấy có được không? Lần cưới này không vui vẻ gì, nên anh nghĩ nên em nên ở nhà. Mới ốm dậy, đừng có đi lại nhiều không tốt. Nhưng em khỏe rồi, em muốn đi. Anh đi với chúc là được. Bên đó chế độ một vợ một chồng, anh rất khó xử. Nếu dắt cả hai người đi, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Khánh nói khéo, sau đó đứng dậy rời đi. Hoa đán lừa lừa mắt, cô ta nín cơn giận vào bên trong. Trúc buồn bã trở về chuẩn bị để ra máy bay. Khánh nhìn thấy cô mặt yếu xìu thì hỏi cô. Có chuyện gì thế? Bố anh có phản đối anh và em không? Ông ấy không có quyền tham gia. Tại sao em hỏi vậy? Bố anh phản đối anh Phú và Xuân sao? Dạ vâng. Thế nên ý, phải trân trọng khi chúng ta đang được sống bên nhau chứ. Nhưng em với anh ly thân rồi. Anh đừng ở gần em quá mức. Lại nói cái giọng khó nghe rồi đấy. Trúc nhìn ra cửa sổ máy bay. Anh Phú có yêu người kia không? Tại sao đồng ý lấy vợ nhanh như vậy? Anh không rõ, em sang mà hỏi anh ấy. Trúc tức giận quay lại nhìn thấy Khánh đã nhắm mắt. Anh mệt, em bóc lột anh cả đêm qua rồi đấy, dồn hết sinh khí cho em luôn rồi. Trúc mím môi cười vì lời nói của Khánh. Anh ta tựa đầu vào vai của cô, miết má vào vai của Trúc. Khánh thở dài. Chúng ta được bên nhau phút nào, hãy trân trọng giây phút đó. Anh không biết sẽ chết khi nào, thế nên em nhất định phải ở bên cạnh anh. Trúc tựa đầu vào Khánh cả hai đều nhắm mắt và nắm chặt tay nhau trên chuyến bay. Lúc này có lẽ cả hai chỉ muốn bên nhau mà chẳng phải suy nghĩ điều gì xa xôi. Tiền lúc này cười lớn, nói với vài tay xã hội đen tại Việt Nam bắt con nhóc này lại cho tôi cô ta đặt ảnh của chúc lên bàn và mỉm cười lễ cưới hoành tráng con của người giàu có kết hôn những người nổi tiếng lắm tiền đi những chiếc xe sang tới đậu dọc dài bên ngoài bố chồng chúc thấy cô và khánh liền cười rạng rỡ hai đứa về rồi đi à vào nghỉ ngơi đi con chúc gật đầu và bước vào bên trong căn phòng mà chú rể đang ngồi thấy phú ngồi với gương mặt rất buồn Hai vợ chồng đến lâu chưa? Em mới đến, anh Phú, sao anh buồn thế? Anh đến tuổi kết hôn lâu rồi, mà chơi quá, bây giờ mới lấy, cũng gọi là muộn. Em đang nói tâm trạng của anh sao buồn? Tại sao anh cứ đánh trống lảng em? Xuân nó biết anh kết hôn rồi đấy. Đó là điều cô ấy muốn. Anh cố gắng hết sức để có thể dung hòa, nhưng chắc là khó. Không còn cơ hội. Xuân gửi cái này cho anh chúc đặt vào tay phú bức thư mà xuân viết bằng tay cô rời khỏi phòng trong tiếng thở dài phú vội vàng mở bức thư ra đọc em biết hôm nay là ngày anh kết hôn kể từ ngày anh ăn ốc ở quán em thầm thoát cũng hơn một năm trôi qua anh rất tốt khi giúp cả gia đình em qua cơn khó khăn mà lại không hề đòi hỏi gì ở em em biết anh yêu em nên mới làm tất cả vì em như vậy thế nhưng giữa chúng ta là một khoảng cách rất lớn Em mong anh luôn được bình an hạnh phúc bên người vợ mà anh lựa chọn. Cảm ơn anh vì đã yêu em đến giây phút cuối cùng. Anh phải thật hạnh phúc nhé. Em cũng rất yêu anh. Đọc tới đây phú nước mắt rơi xuống từng giọt. Anh ta nắm chặt bức thư trong tay rồi nhìn ra bên ngoài trời. Trong phòng làm việc của ông Hoàng, ông Hoàng và Khánh ngồi nói chuyện với nhau. Tiền không phải là con ruột, bố nuôi con hộ người khác rồi. Sai lầm lớn nhất cuộc đời bố Bố thực sự mệt mỏi Khi cứ nghĩ đến cưng chiều nó suốt cả quãng thời gian dài Giờ nó nắm 30% cổ phần Nên Phú phải cố gắng dùng mọi cách Lấy lại số cổ phần đó về Bố đặt gánh nặng lên vai anh Phú quá nhiều Nó đã nắm Tại sao không để cho nó nắm Chúng ta cô lập nó Chủ tịch vẫn là anh Phú Sẽ khiến cho nó có cảm giác không có quyền lực gì Trong cái tập đoàn này Nó chán ấy Tự ắt bán với giá rẻ Thậm chí còn mời mình mua thêm. để tình nó do bố nuôi lớn, bố không cư xử như vậy được. bố không cần nghĩ quá nhiều về chuyện này. hôn lễ này là hôn lễ mà anh phú không hề mong muốn. bố có hỏi anh ấy chưa? nó đồng ý với bố. bố bắt ép nó làm sao được? anh ấy trong lòng có cô gái khác cơ mà. bố cấm. nó làm sao có thể làm con dâu nhà họ hoang được? nó không xứng với thằng phú đâu. bố nghĩ cho hạnh phúc của anh ấy thì chắc chắn bố không nên làm như vậy. Khánh vẻ mặt tức giận đứng dậy sau đó rời đi, ông Hoàng thở dài. Hôn lễ được diễn ra trước sự hưởng ứng long trọng của bên nhà trai, nụ cười rạng rỡ của cô dâu, ánh mắt buồn bã của chú rể. Chúc vỗ tay theo tất cả mọi người, ánh mắt buồn cùng với nụ cười gượng gạo của chú rể, cô chợt nói với Khánh. Nếu như có ngày nào đó chúng ta chia tay giống như họ, anh có buồn như anh Phú không? tại sao lại chia tay chứ chúng ta ly thân rồi thì chuyện chia tay là sớm hay muộn thôi đấy là suy nghĩ của riêng em anh khác em chỉ cần trong lòng anh có em anh tuyệt đối không buông tay trước tại nhật bản xuân ngồi bên ven sông nơi mà cô và phú từng ngồi tâm sự đến tận khi trời sáng bỏ điện thoại ra nhìn tấm ảnh cô chụp khi phú ngất ngủ tại nhà cô xuân chạm tay lên màn hình em cứ nghĩ khoảng cách giàu nghèo chỉ có trên phim ảnh khi em xem phim thấy họ bị ngăn cấm em khóc rất nhiều thế rồi em lại được áp dụng chuyện này ngoài đời điều đó thật kinh khủng khi mà yêu nhau chẳng thể nào có thể chạm tới bàn tay của nhau xuân ngồi khóc rưng rức bên ven sông trong một khoảnh khắc nào đó thứ tình yêu mà phú đem lại khiến cô gái trẻ thật sự rung động chỉ tiếc cả hai trong lòng đều tổn thương Hôm đó tiên nhận được tin rằng chút luôn được trong tầm bảo vệ nên rất khó tiếp cận. Cô ta bệnh hoạn trần chuồng ngồi lên đùi một người đàn ông và nói trong điện thoại. Khó khăn ấy, tôi mới thuê các người. Kiểu gì chả có lúc sơ hở. Cứ theo sát đi. Tôi hiểu rồi. Mẹ kiếp, nó là bà Hoàng hay sao mà không tiếp cận được nó? Còn nhà quê đó, có cái gì mà khiến anh ta bảo vệ hết mình như vậy chứ? Khánh nghe sắt nói lại với mình có tin báo có kẻ thuê người định bắt cóc thu nhân thưa ngài vậy sao ngày ngày mai chúng ta trở về nhật dạ vâng ở đây bảo vệ dày đặc nên chúng không có cơ hội đâu ạ à? Trả ra những kẻ đó xử lý trong đêm nay đi ý của ngài giết sạch kể cả kẻ ra lệnh không thể để nào mầm mống đeo bám về nhật được ngài biết là ai sao nó không phải là máu mù gì của nhà này đến lúc ấy đưa nó đi thật xa rồi Dạ vâng thưa ngài. Trở về phòng Khánh thấy Trúc ngủ ngon lành. Sau cả ngày dài có lẽ cô cũng thấm mệt. Anh cởi bỏ độ quần áo và lầm lì bước lên giường. Xoa má Trúc rồi hôn nhẹ lên môi của cô. Trúc lơ mơ mở mắt. Khánh hôn lên má, lên môi và lên trán của cô liên tục. Anh sao thế? Tại sao em muốn ly hôn? Sao tự dưng anh hỏi em thế? Anh muốn biết lý do và nguyên nhân em thấy mệt mỏi với kiểu sống chung chồng em thấy em không hợp với anh bằng cô ấy cũng không có gì sâu đậm với nhau giống như hai người đã từng chúng ta đang tự tạo nên ký ức cho nhau đi thôi em nghe này anh sẽ chia tay hoa đán anh sẽ sắp xếp sao cho hợp lý nhất để em không cảm thấy khó chịu sao lại chia tay vì em sao phải vì em anh chỉ muốn có em ngoài ra anh không quan tâm đến bất cứ ai vậy sau này nếu anh quen hay yêu ai khác anh cũng đối xử với em giống như anh làm với hoa đán có phải không trong mỗi nấc của cuộc đời một tình yêu đem cho ta trải nghiệm khác nhau và anh muốn dừng lại ở tình yêu anh dành cho em chưa nhiều nhưng vừa đủ anh chỉ muốn bên cạnh em thôi có lẽ thử thách đến với chúng ta còn quá nhiều em làm sao mạnh mẽ đương đầu với tất cả đây anh chỉ cần chúng ta bên nhau anh sẽ làm tất cả ngay lúc này hình ảnh người của khánh xử lý nhanh gọn lũ người mà tiên thuê bọn chúng đều bị cắt cổ còn tiên chính tay sắt dí xuống vào đầu của cô ta anh ta đến mức này sao Ngày ấy có nhắn lại với cô rằng kiếp sau hãy làm một cô gái đàng hoàng và có tấm lòng lương thiện tiên vừa cười đều sắt bắn thẳng vào đầu cô ta tiên chết tại chỗ mắt cô ta trợn lên như quá đỗi ngạc nhiên sắt lạnh lùng quay đi có lẽ cuộc chiến chết chóc mà hoàng kim khánh đang làm tất cả chỉ vì chúc đang bắt đầu diễn ra trong đầu anh ta nghĩ rằng ngay cả đến việc khiến cho hoa đán biến mất mãi mãi trở lại nhật trong ngày mưa tuyết trời lạnh khiến tay tôi cóng lại tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp hoàng kim khánh cũng sống như ngày hôm nay vào một ngày mưa tuyết trong căn phòng của hoa đán khánh đột ngột bước vào trong ngày tuyết rơi Hoa đán ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh. Cô ta đòn đà. Hôm nay cơn gió nào đưa anh tới đây gặp em? Anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì thế ạ? À? Anh muốn chia tay. Như em biết rồi đây. Chúng ta lấy nhau khi đó. Em đang mang thai. Giờ không có gì ràng buộc nhau nữa. Anh nghĩ nên để cho nhau rời xa nhau. Sẽ tốt hơn. Em nghĩ thế nào? Hóa ra anh tới đây để nói điều này sao? Anh có thấy là mình quá đáng với em không Khánh? Em trở về vì lý do gì chỉ có trong lòng em hiểu rõ. Anh không muốn dây dưa với người mất tích 10 năm và đột nhiên quay về. Thà là em thật sự không tồn tại. Anh còn trân trọng em. Nhưng cái chết giả bí ẩn và sự trở lại của em khiến anh không được thoải mái. Em sẽ chia tay. Nhưng để cho em thêm thời gian có được không? Em mới nói với gia đình vào đây chấp nhận làm vợ bé. Nếu biết anh đuổi em thế này, gia đình em sẽ sốc lắm. Những gì em chịu đựng suốt 10 năm qua, anh chẳng bao giờ hiểu được. Anh không đuổi em, đang hỏi ý kiến của em, để đưa ra phương án hợp lý. Cũng là để vợ anh khi trở về có thể thoải mái, và em cũng vậy. Hẳn là em không thoải mái khi nhìn thấy Trúc. Em rất thoải mái, anh hỏi ý kiến em, nhưng mà lời nói của anh như cứa sát vào lòng của em. Anh nên nhớ không ai nắm tay ai từ sáng đến tối. Tình cảm của anh dành cho Trúc chỉ là nhất thời. Có nhất thời hay không? Em tự biết điều đó. Anh chờ câu trả lời của em. Khánh quay đi, hoa đán nắm chặt tay, nói với ốc. Anh ta đúng là kẻ cạn tình. Làm sao bây giờ mợ hai? Yên tâm đi, chỉ có phương án dự phòng rồi. Anh ta là một mất, tất cả, hai là có chị nếu như có ý định đuổi chị ra khỏi đây. Trong giờ dài lao, hai tay xoa xoa vì trời lạnh, chợt thầy Sơn đặt vào tay của Trúc một chiếc túi sợi. Em dùng đi, hôm nay trời lạnh lắm. Dạ thôi, em cho tay vào túi ấm, như thế này là được rồi ạ. À? Trúc đứng lên định né tránh, thì Sơn nói giọng trầm ấm. Em đang tránh tôi sao? Đây là trường lớp, em xin phép chúc đứng dậy bước đi sơn nhìn theo ánh mắt đấy buồn buồn vẻ tiếc nuối điện thoại của sơn reo lên bên bóng đêm nói rằng sẵn sàng chờ đón cậu tối nay tôi sẽ tới tại quán cà phê hoa đán nhìn phương sau đó cười nhẹ chắc chúng ta không lạ gì nhau nên không cần phải giới thiệu chị nói đi em đang nghe đây chị muốn nhường vị trí này cho em phương à bằng cách nào chị đùa em à chị chưa hề đùa bao giờ không ai có thể đưa em đến gần anh khánh bằng cách mà chị đang đưa em đến đâu chị không tự dưng đi giúp người khác chứ chị hoa đán chị không thể có thai vợ anh tao cũng vậy cơ hội ngàn vàng này dành cho em chị cảm thấy hổ thẹn sau khi làm mất đi đứa bé nhưng chị muốn rời khỏi đây vì nhiều chuyện chị cảm thấy không còn yêu anh khánh như ngày xưa nhưng mà em thì khác phương à em yêu anh ấy từ khi còn rất bé Chị tin rằng em mang lại những điều tốt đẹp nhất đến cho anh ấy. Chị không đấu lại được với vợ của anh ta. Bởi vì cô ta rất ghê gớm. Chị mà không đấu lại được. Có thật không? Em không tin lắm. Tin hay không thì tùy. Một là em ở bên cạnh mãi mãi. Người mà em không thể ở bên. Chị đang giúp em thôi. Còn không thì chị đi rồi. Mãi mãi em không thể nào tiếp cận được Khánh. Em cứ ngẫm mà xem. Chị nói như vậy có ý gì chứ? Đưa tay lại đây, chị bảo cái này. Hòa đán thì thầm gì đó vào tai của Phương, ánh mắt u mê của Phương sáng rực khi nghe thấy điều gì đó. Khánh quyết định mua điện thoại khiến cho sắt ngạc nhiên. Sắt này, màu này thế nào? Dạ đẹp lắm thưa ngài, nhưng mà... À, để tiện liên lạc, xưa nay Trúc Toàn gọi cho Yumi hoặc là báo với Vũ Giả, bởi vì ta không dùng điện thoại. Dạ vâng, tôi hiểu tâm ý của ngài. Khánh trong căn phòng ngủ nằm cành rồi nhắn tin vào số của Trúc với gương mặt vô cùng hồi hộp. Em đang làm gì đấy? Trúc học xong mới sờ đến điện thoại thấy tin nhắn của Khánh. Cô cứ nghĩ ai nhắn nhầm, liền xóa đi. Phương ngồi ở nhà, liền cười trước gương, mẹ cô ta vội hỏi. Làm gì mà vui thế con? Mẹ, có khi con sắp lấy chồng đấy. Lại đùa mẹ sao? Thật mà, con lấy anh Khánh. Bà mẹ thở dài khư nghĩ rằng con gái mình u mê, hoa đán cười tươi, nhấp ly trà trên môi. Sắp sinh nhật anh rồi đây Khánh, em sẽ tặng anh món quà mà khiến anh cả cuộc đời này chẳng thể nào quên. Món quà khiến cô vợ của anh gục ngã. Một sáng mùa đông, Trúc nhận được cuộc gọi từ cha của mình. Con ra ngoài ở riêng rồi sao Trúc? Vâng, tạm thời con ở gần trường cho tiện đi học bố ạ. À? Về nhà ngay bố nói bao nhiêu lần rồi vị trí của con bỏ trống ngay lập tức là có kẻ thay thế con không lo điều đấy cái gì là của mình thì là của mình thôi bố bố khuyên con đến đó còn con có nghe hay không đó là việc của con ông đại tức giận cúp máy chúc thở dài cô mở cửa sổ nhìn ra trời tuyết chợt thấy xuân đã dậy từ khi nào này sao dậy sớm thế đợt này toàn mất ngủ có ngủ được đâu nhưng mà trông mày xanh sao lắm đấy xuân à hay là mày ốm rồi không sao đâu tao khỏe mà xuân trầm gương mặt xuống chúc chợt nhớ ra là lúc anh phu lấy vợ xuân quay đi với gương mặt khá mệt mỏi tiếng cốc vỡ xuân ngã ngất lịm trên sàn nhà chúc vội vàng đỡ lấy cô xuân làm sao thế này xuân ơi tại phủ mặt quỷ khi khánh đang thay đồ thì sắt bước vào Bên bóng đêm nghe nói có chủ nhân mới thưa ngài. Chủ nhân mới sao? Vâng, người nắm giữ chỉ là tạm thời, còn có người vừa mới được thừa kế. Dù sao thì chúc mừng họ, không còn giống như một con chim lạc đàn. Bên đó gửi giấy mời vào cuối tháng này, mời ngài sang dự tiệc để đón chủ mới. Ok, tôi chấp nhận. Khánh nhìn điện thoại thế mà không thấy Trúc nhắn tin, anh ta lại hỏi sắt. Điện thoại mà tôi đang dùng là đời mới nhất đấy chứ, Dạ vâng thưa ngài Liệu có bị trục trặc Mà thôi bỏ qua đi Sinh nhật ngài bên làm lễ Họ báo cáo chi tiết khách mời rồi đấy ạ à? Năm nay hủy đi Không làm gì hết Ơ ừ, nhưng mà ngài Ý tôi quyết rồi cứ như vậy mà làm Trong phòng cấp cứu Trúc thở dài khi cầm kết quả Nói với Xuân Mày có thai rồi Xuân à Không thể nào Không thể có chuyện đó được có quan hệ rồi thì có thai là bình thường mới có một lần tao không nghĩ dính được đâu chút vậy mà có rồi đấy mày tính sao nếu mày ngại mày không nói được để tao nói cho thôi tao xin mày anh ấy có gia đình rồi đừng nên làm vậy nữa vậy mày muốn tao phải làm thế nào nhìn mày tự sinh tự đẻ à có lẽ số phận sắp đặt rồi tao chấp nhận mọi điều chỉ mong mày giúp tao giữ kín chuyện này mày nghĩ nếu anh ấy biết tao có thai thì làm sao đây anh ấy liệu có bỏ vợ thì lúc đó tao có yên lòng không ui giời ạ à. tại việt nam ông hoàng nói chuyện với phú về cái chết của tiên nó chết cháy nhưng có điều kỳ lạ là nó chết đúng ngày khánh có mặt tại việt nam bố không nghĩ là nó làm dù sao cũng chết rồi đỡ vướng bận cho chúng ta còn thấy đó là số phận của cô ta thôi còn con, số phận của con là ở cái nhà này, nhưng mà tâm trí của con lại đang sống trên mây. Con làm vợ của mình buồn rồi đấy. Con đi làm đây bố. Ông Hoàng thấy Phú cứ lầm lì, Phú ra ngoài gặp vợ, cô ấy cười nhẹ. Tối nay chúng ta đi ăn anh nhé. Anh bận rồi, em tự ăn đi. Tại nhà bóng đêm, Sơn ngồi trên chiếc ghế cao dành cho người đứng đầu gia tộc, bên dưới mọi người đều vui vẻ. Thật không ngờ, là đời trước di chúc lại cho người tài giỏi như ngài Sơn đây, chúng tôi thật sự quá vui mừng. Đừng nói vậy, tôi sẽ giúp cho gia tộc này ngày ngày càng phát triển, vượt qua cả mắt quỷ. Lời tuyên bố hùng hồn của Sơn khiến mọi người đều cảm thấy lo lắng, khi ai ai cũng biết, mắt quỷ là tổ chức xã hội đen lớn nhất nước và có tầm cỡ. Trúc ngồi trong lớp học, cứ nghĩ đến chuyện Xuân có bầu mà chẳng biết làm thế nào. Cô buồn bã ra ngoài Thì thấy Khánh đang đứng đối diện bên đường Miệng ngậm điếu thuốc Cô mỉm cười khi nhìn thấy Khánh Và chạy sang với anh Anh đón em đi à? Ừ, tiện mình qua đây đi ăn nhé Ăn gì? Đi thì biết Khánh mở cửa xe Trúc bước lên Ánh mắt của Sơn ngồi xe đối diện Lừa lừ nhìn nụ cười của Khánh và Trúc Anh ta nắm chặt vô lăng Và siết mạnh tay Trên xe thấy Trúc cứ nhìn ra ngoài khánh biết là cô có tâm sự có chuyện gì sao xuân có thai anh ạ à. với ai còn ai nữa thế mà anh còn hỏi được anh đùa thôi thế bây giờ phải làm sao anh thông minh hơn em anh nghĩ nên như thế nào bởi vì xuân không cho em nói với anh phú thế thì anh chịu không nói cho nó biết thì làm sao đàn ông các anh đúng là toàn gây họa rồi biến mất thôi anh chưa bao giờ biến mất nhé hay là không chịu trách nhiệm trước bất cứ vấn đề gì này nói phải nói cho chính xác đùa anh nghĩ cho em đi bây giờ anh phú có vợ rồi làm thế nào cũng khó anh phú có được cưới thêm vợ giống anh không em đừng có điên anh ấy khác anh khác chả khác gì có điều làm thế nào cũng không được nhỉ anh ấy có gia đình rồi cái xuân bây giờ không rõ ràng khổ thân trong khi biết ông ý đang rất yêu mình thế mà đôi khi yêu nhau bắt buộc phải xa nhau đấy gọi là nghĩ cho đối phương em ạ à. em hiểu chứ thế tại sao anh không bỏ em để lấy cái gì đấy để cho ý nghĩa đi này ăn với nói cái đó khác nhau hoàn toàn mà anh có nhắn tin cho em đấy nhắn tin á à số lạ đấy là của anh à ừ lưu vào đi bây giờ mới dùng điện thoại đúng là bó tay ông già kệ tôi. Tối hôm đó sau khi dùng bữa, Khánh và Chúc đi bộ ven hồ. Khánh chủ động nói trước. Anh nói chia tay với Hoa Đám rồi đấy. Và cô ấy đồng ý cho thêm thời gian. Thật đó, làm vậy có còn hơn là sống bên nhau không có chút tình yêu, như thế khiến cho nhau thêm mệt mỏi, thêm khó xử. Anh chắc chắn đã quên Hoa Đán rồi sao? Anh không quên chỉ là không còn yêu chúc này ngày mai sinh nhật anh anh muốn em dọn về vợ chồng không thể nào chia cách được em hiểu chứ em anh biết trong một tích tắc nào đó em đã ghen điều đó chứng tỏ em yêu anh còn gì anh trân trọng điều đó thế nên ngày mai về với anh nhé lời Khánh nói nhẹ nhàng bay trong những cánh hoa anh đào trắng rơi lả tà xung quanh cả hai cùng nỗ hôn nhẹ nhàng lên trán của chúc Lúc này Trúc Mỉm cười, ánh mắt của cô vô cùng hạnh phúc. Ngày sáng hôm sau Trúc không biết tặng Khánh cái gì, cô đi đi lại lại rồi ra trung tâm thương mại, vào hiệu sách chọn một cuốn sách có tên mùa yêu. Bọc cẩn thận Trúc Mỉm cười, rồi có người phụ nữ hớt hải đi tới nhờ Trúc. "Cô ơi cho tôi xin một cuộc gọi với, con tôi đi lạc nên gọi chồng tới, tôi lại không mang theo điện thoại." Dạ vâng, chị cứ gọi đi. Cảm ơn cô. Lát sau Trúc nhận được tin nhắn của Yumi Chúc à đến khách sạn Phòng 109 Ngài Khánh đang ở đó tiếp khách xong Nhưng đang sốt cao Cô tới xem sao Tôi phải đi có việc Chúc vội vàng gọi lại số Yumi Nhưng không thấy cô ấy nghe máy Bên kia đầu dây Yumi ngồi trong xe ô tô bất tỉnh Điện thoại của cô ấy Cô kẻ đặt lên tay Ngay lập tức Trúc tới khách sạn Vừa tới cô kẻ ra đón cô Ngài Khánh đang ở bên trong đang sốt ạ à? vậy sắt đâu hôm nay ai có việc nên không về kịp vậy tôi lên ngay chúc lên đến phòng cánh cửa mở ra người đang nằm bất tỉnh chính là thầy sơn cô lay thầy à sao thầy lại ở đây chúc người thấy mùi lạ sau đó ngất lịm hoa đán đi vội vàng tới chỗ khánh vú già ngăn cản mợ hai ngày ấy đang làm việc tôi có chuyện gấp nếu có vấn đề gì sau này bà hoàn toàn chịu trách nhiệm Vũ già nghe vậy liền đề hoa đán bước vào cô ta vội nói anh mau tới khách sạn xem cô ta đang làm trò gì với anh em nói cái quái gì vậy hoa đán có người gọi điện nặc danh báo rằng chúc ở khách sạn còn chụp ảnh cô ấy đi vào đấy ban ngày ban mặt cô ta là gái có chồng lại đi vào khách sạn làm gì em đừng nói linh tinh cư xử cho đúng mực đi hoa đán đặt lên bàn ảnh và số lạ gửi cho cô ta đúng là ảnh Trúc bước vào khách sạn Em không nói linh tinh. Tại sao anh không kiểm chứng đi? Nếu anh tin Trúc, anh phải tìm hiểu chứ. Khánh lầm lì bước đi vội vã, hoa đán cười mìm phía sau, một nụ cười đầy vẻ độc ác và nham hiểm. Xe của Khánh tới khách sạn, Lễ Tân sợ ấp ốm khi thấy Khánh và người của anh ta tới. Trong căn phòng ngủ Sơn mở mắt thấy Trúc nằm cạnh. Anh ta cũng giật mình, cả hai đều không mặc quần áo. Sơn biết mình bị chơi xấu, anh ta gọi Trúc. Trúc ơi, dậy đi, không ổn rồi. Trúc lờ mờ mở mắt nhìn thấy Sơn, liền giật mình bật dậy. Cô sợ khi nhìn thấy mình không mặc quần áo. Sao lại thế này? Nhanh mặc đồ, chúng ta phải rời khỏi đây. So với chiếc váy của Trúc phía bên cạnh, cô vô tình quay người như đang hôn. Khánh mở cửa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta buông thõng cánh tay. Giây phút Sơn lui ra cũng là lúc. Trúc thấy Khánh đang đứng ở ngoài. Cô lấy tay ôm miệng. Sơn nhìn ra thấy Khánh. Anh ta chỉ thở dài. Hóa ra đây là điều cô muốn sao? Động lực để cho cô đòi ly hôn sao? Không phải đâu anh Khánh, nghe em nói đã. Em bị hãm hại. Đừng có động vào tôi, thật là ghê tởm. Tôi luôn yêu chiều cô hết mực, tôi dùng cả tâm hồn mình để yêu cô một cách thật lòng, đổi lại là gì? Cô làm gì tôi? Không phải như anh nghĩ mà. Trúc vội vàng xua tay, Khánh giật chiếc lắc trên tay của Trúc. Cô không xứng đáng để được đeo nó, cô phải hối hận khi trả đạp lên những gì mà tôi dành cho cô. Hoàng Kim Khánh, anh phải tin em. Khánh quay đi chúc hét lớn, tay của Khánh cầm chiếc lắc chuông, anh ta vào trong thang máy với gương mặt như kẻ vô hồn. Anh ta giơ chiếc lắc tay lên, nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngầu. Hóa ra bao lâu này, mối hôn của chúng ta vốn dĩ không mặn mà. Hóa ra anh sống như một kẻ ngốc từ khi em đến chúc ngồi khóc ở ngoài hành lang sơn đi ra choàng áo cho chúc và an ủi cô anh ta nếu yêu em anh ta phải hiểu em chứ em không hiểu chuyện gì đang xảy ra thầy à em thực sự không biết em không dám tin đây là sự thật tất cả sẽ sáng tỏ thầy tin là như vậy khánh trở về nhà cả chặng đường anh ta không nói một câu cũng không nói với vú già bất cứ chuyện gì hoa đán gặp khánh liền hỏi ngay Sao rồi? Anh có thấy gì không? Em có vẻ mong anh thấy cái gì nhỉ hoa đán. Trúc đến đó gặp bạn, đúng lúc cô ấy đi xuống, anh thấy hổ thẹn, bởi vì anh không tin vợ mình thôi. Tại sao anh không lên xem có đúng là bạn không chứ? Bạn bè tại sao lại gặp nhau ở khách sạn? Ai cũng có quyền riêng tư, anh tin vợ mình. Khánh bước đi, khiến hoa đán như chết lặng, cô ta nắm chặt tay. Khánh đóng cánh cửa phòng lại, lặng lẽ ra bàn làm việc, nhìn ảnh cưới trên tường anh ta ôm mặt vẻ buồn bã anh ta cứ nhìn ảnh cưới rồi suy nghĩ rất nhiều trúc mở máy ra nhắn tin cho yomi tin nhắn cô đã bị xóa yomi cũng không còn thấy tin nào gửi cho trúc phu nhân nếu chúng hãm hại cô thì đã xóa hết rồi tôi cứ nghĩ tôi buồn ngủ và ngủ quên trong xe mà không nghĩ rằng đến việc mình bị đánh thuốc mê tôi nhất định phải tìm ra kẻ hãm hại mình không thể nào tin được sự việc lại đi quá xa như vậy. Nhưng kẻ nào lại biết Thầy Sơn có ý với cô chứ? Đó là điều mà tôi đang suy nghĩ. Tại nhà Phương, Sơn giận dữ nhìn em gái. Em lừa anh tôi đó, em biết anh có ý với chúc sao? Em đang cho anh toại nguyện, còn gì nữa? Em đang lo rằng anh sẽ vui quá ấy chứ. Cái ngày ở Giáp Hát, em biết rằng anh thích cô ta. Anh thích nhưng không có nghĩa rằng là anh cần em làm điều bị ổi đó. Anh yêu Đàng Hoàng, muốn được ở bên cạnh cuối Đàng Hoàng. Anh nghĩ rằng anh có cơ hội sao? Nếu em không làm vậy, anh chẳng bao giờ có cơ hội. Giờ là lúc của anh rồi đấy. Còn anh Khánh là của em. U mê một cách ngu xuẩn phương à? Em đang tự làm khổ mình, em có hiểu không? Còn anh, anh đang là một thầy giáo cao quý, lại gia nhập xã hội đen. Vậy anh và em, ai ngu hơn ai? anh vì sự nghiệp của anh lại ý trời muốn anh làm vậy chứ không phải vì con đàn bà kia sao em đi đây anh tự cân nhắc lại tất cả đi cơ hội của anh tới rồi đấy thầy sơn trở lại nhà bóng đêm quy luật ở đây phải khắc chữ sống câu châm ngôn của bộ tộc lên lưng sơn nắm chặt tay răng cắn vào chiếc khăn khi mà họ xăm sống trên lưng của anh anh ta trong đầu nghĩ đến Trúc, mà thấy cô đang khóc nghĩ đến gương mặt hoảng loạn của cô khi tỉnh dậy nhìn thấy anh sơn cúi đầu suy nghĩ anh có thể thấy trong mắt của em hình bóng của khánh lớn như thế nào tại quán rượu khánh và tuấn hai người bạn uống say đều có lý do khi tuấn nói chuyện vợ tao nói muốn chia tay vì sao cô ấy nói muốn sống ở pháp không muốn về đây thật sao rồi mày tính thế nào Đàn bà ích kỷ đấy tao chẳng cần. Nào uống đi, không say không về. Tiến độ của bệnh viện tốt chứ? Vẫn tốt mày yên tâm. Còn mày, cãi nhau với vợ đi à? Biết là có điều vô lý, nhưng thấy vợ bên cạnh người khác, tao không thể nào chấp nhận. Là sao? Vợ mày ngoại tình á? Có mà dám, uống đi, hôm nay không say không về. Cả hai uống rượu say đến nỗi, chẳng thể nào cầm được vô lăng lái xe. Tuấn thở mạnh. Về nhà tao ngủ đi Khánh nhá. Về nhà tao gần hơn. Ok ok. Khánh đưa Tuấn về nhà. Người của Hoa Đán báo với cô ta. Sai lắm rồi thưa mợ hai. Không nhìn thấy sắt và vú đâu. Có lẽ anh ta muốn để cho bạn tự nhiên. Cơ hội tới rồi đấy. Gọi Phương tới đây đi. Vừa dìu Tuấn vào trong phòng, cả Khánh và Tuấn đều nằm vật ra giường. Khánh kéo chăn cho bạn, rồi đi ra ngoài hút thuốc anh ta cứ ngồi dưới gốc cây hoa giấy màu tím rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay phương ngay lập tức xuất hiện được hoa đán đưa vào bên trong nhất định phải thành công đi nhé phương đi vào bên trong cởi bỏ hết quần áo trong căn phòng tối om cô ta mò lên giường tự động kéo khóa quần của đối phương người anh ta đang trên giường đó cũng say lắm nên mới vật phương ra và hôn hít chúc nhận được tin nhắn của khánh chúng ta sẽ ly hôn sớm nhất có thể chúc ngày hôm sau nhận được văn bản ly hôn mà khánh gửi tới cô chủ động tới gặp khánh nhưng anh ta không muốn gặp cô nên cô đành gọi điện anh vẫn nhất quyết làm như vậy sao đây là ý của cô để cho cô toại nguyện còn gì nếu anh tin em em có chuyện với thầy sơn thì tại sao anh không làm lớn chuyện rồi xử em đi việc gì tôi phải làm như thế tôi không biết là cô tính cách như thế nào sao nhưng mà tôi không thích người đàn bà của mình Không còn trong sạch Thế nào là không còn trong sạch Anh ra bãi biển mặc áo tắm Nằm cạnh nhau đấy đấy thôi Đừng ví von ngu ngốc Chúng ta ai làm việc cùng người đấy Tôi không muốn gặp cô Được thôi cứ như vậy mà làm Khánh cúp máy rồi lên máy bay Anh ta nhìn trời tuyết rơi sau đó thở dài Đi một năm thưa ngài Ngài cứ như vậy mà đi sao Phải Chuyện ở nhà cứ để cho tu cô Đa hắn chịu trách nhiệm. Ngài tin ở hắn sao? Bây giờ hắn bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Chúng ta nên thêm bạn bớt thù. Dù biết hắn thù, nhưng nếu chúng ta cho hắn cơ hội, hắn tự biết cân nhắc mọi chuyện. Nên nghĩ cho đời con cái của hắn được yên ổn, thì chỉ có cách trung thành với ta thôi. Dạ vâng, tôi hiểu. Ba tháng sau đó, Trúc chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa. Xuân vội vàng chạy ra xem. Mày làm sao đấy? Không hiểu sao đợt này Buồn nôn thế chứ lại Thôi được rồi Mày ở nhà nghỉ ngơi đi Không cần phải đến lớp Mà mày uống sữa chưa Tao uống rồi Không sao đâu Thế thôi Tao không sao Tao đi học đây Trúc đang lau bàng trên lớp Thì đột nhiên bị ngất Thầy Sơn vội vàng đưa cô đến phòng cấp cứu Vì là đại học y nên có kết quả xét nghiệm máu rất nhanh Thầy Sơn cầm tờ kết quả Mà lòng buồn thiêu Nói với bác sĩ phụ trách tí nữa xem như tôi chưa biết gì vâng tôi hiểu lát sau chút tỉnh dậy cô vội vàng đứng dậy ra khỏi giường thì gặp bác sĩ cũng là một giáo viên trong trường tỉnh rồi đi à có thai rồi đấy nhớ chú ý ăn uống cho đủ chất tránh để ngất như ngày hôm nay có thai sao bác sĩ có đùa không ạ à? bởi vì em bị bị u vỡ nên em phẫu thuật rồi vẫn có xác suất có thai Thế thì càng phải ăn mừng. Thai tốt lắm. Ba tháng rồi. Là con gái. chúc ôm miệng vì quá vui mừng và hạnh phúc. Tại nhà mất quỷ, sáu tháng sau. Tô Cù Đà nói chuyện với Hòa Đán. Dù sao cô ta cũng đang có thai. Cô nên nhẹ nhàng. Nghe nói cô ta bây giờ là chính thất. Còn cô, cô không cho cô ta ra ngoài sao? Anh xót xa cho cô ta. Nó tự nguyện chưa danh phận mà hống hách với tôi là không được giờ này nơi này tôi là chủ nhân anh khánh ấy giao hết tất cả cho tôi như thế là dễ dãi với cô ta quá rồi phương là một cô gái quá si tình nên mới khổ cứ chờ khánh về rồi làm gì thì làm không tôi phải đe nó từ bây giờ chứ cô cố tình cho chúc biết rằng phương có thai vào hai tháng trước cũng chính cô chấp nhận cô ta vào đây cô đạt được mục đích chia rẽ rồi giờ cô nên để mẹ con phương được bình yên đi anh đang theo phe nào? Anh Khánh sắp trở về rồi. Nếu không đe nó, thì nó ngồi lên cổ của tôi à? Có chắc khi anh ta về, cô được ở lại đây không? Anh ta để lại quyền làm việc cho tôi, nên tôi không thể nào làm ngơ trong chuyện cấm điện được. Tô Cù Đà, anh thay đổi quá nhiều rồi. Tôi còn đời con tôi, tôi còn không sống được bao lâu nữa, nên phải sống tích đức cho con. Thế còn ông nội của anh, anh quên lời ông dặn rồi sao? Mọi việc ông làm, Khánh đều biết rõ. Anh ta ngó lơ về cảm ơn ông, công dưỡng dục của ông tôi thôi. Còn anh ta nói rằng từ mặt ông từ ngày ông cho người giết Trúc rồi. Thế nên ông tôi với anh ta không có ý nghĩa gì. Còn cô, cô cũng sớm đi khỏi đây thôi. Nơi này không dành cho cô đâu. Tô cô đã đứng dậy, hoa đán nắm chặt, tay cô ta cười. Tôi xứng đáng ở vị trí làm chủ cấm điện này. Không ai xứng đáng ngoài tôi. Phương ở trong phòng cô ta đau bụng, sau đó gọi Yumi. Yumi, làm ơn giúp tôi, tôi có cơn đau rồi. Tôi báo với y phòng ngay. Hòa đán lúc này xuất hiện. Mới có 7 tháng sinh con làm sao được, bảo cô ta đừng diễn, không được phép ra ngoài. Nhưng mà cô ấy đang kêu rất đau đớn. Tôi có quyền ở đây, chứ không phải cô. Yumi chạy đi nói với vú già. Phu nhân, làm ơn ai đó gọi phu nhân về đi. Cô ta quá lộng hành rồi. Yumi vã mồ hôi. Cô Phương sắp sinh rồi mà cô ta còn ngăn cản không cho phép vào. Phải làm sao đây Vũ? Phải gọi phu nhân. Hòa đán cô ta đúng là độc ác. Có người đang nhắc đến ta sao? Nói cho bà biết Vũ già. Không ai có thể dám ngăn cản được tôi ngoại trừ anh Khánh. Hiện tại anh ấy không có nhà. Tôi là người quyết định. Cô không phải chủ nhân ở đây. Vậy là ai hào vũ già? Là ai chứ? ở đây chưa đến lượt cô quyết định nghe thấy tiếng của chúc tiếng một người vỡ òa hoan hô khi nhìn thấy phu nhân bước về chúc trong chiếc bụng bầu to trở về phú giả òa khóc phu nhân cuối cùng thì người đã về hòa đán ngạc nhiên khi nhìn thấy chúc trở về cô lại đang còn mang thai hòa đán ở đây cô không thể là người quyết định chắc hẳn cô ngạc nhiên lắm khi tự dưng tôi xuất hiện có phải không cô có thai sao tại sao tôi không biết cô đâu có tìm được tôi tôi biến mất suốt 6 tháng qua bởi vì sợ kẻ nào đó xào quyệt như cô hãm hại mẹ con tôi chuyện ngày ở khách sạn có đúng hay không ấy chờ anh khánh về chúng ta cùng nhau giải quyết mau đưa phương đi tới y phòng đi mọi người răm rắp làm theo lời của chúc hoa đán lo lắng cô ta lắp bắp tay run rẩy thầy sơn và chúc ngồi uống cà phê ánh mắt của thầy vô cùng buồn bã thầy sắp đi xa em cũng sắp sinh rồi thầy cảm thấy rất lo cảm ơn thầy sắp xếp cho em một nơi kín đáo để che giấu chuyện em có thai che giấu để an toàn cho em thầy làm được gì cho em thì thầy vẫn làm đến khi thầy chết thầy đừng nói vậy ạ à? thầy biết cho dù tốt với em thế nào hay có theo đuổi em ra sao thì lòng em vẫn chỉ có khánh anh ta có lẽ là người đàn ông may mắn nhất trên cuộc đời này em mong thầy gặp được người thầy yêu thương vì thầy là người đàng hoàng và chính trực thầy chắc chắn tìm được một nửa sau này khi thấy em hạnh phúc nếu anh ta buông tay thầy sẵn sàng nắm lấy nhưng anh ta trên pháp lý đang là vợ chồng với em chưa hề ly hôn rõ ràng anh ấy cho người gửi đơn và em ký rồi mà vậy chắc là có lý do có thể sau vụ việc thấy em và thầy anh ta hơi sốc với người cao ngạo như vậy anh ta cảm thấy như bị xúc phạm. Còn về phương em gái của thầy, mong em giúp đỡ nó. Si tình là một thứ gì đó rất đau khổ. Đứa bé đó không phải là con của anh Khánh. Em nói gì? Phương nói với em cô ấy thú nhận. Đêm hôm đó người ấy qua lại là bạn của anh Khánh. Vậy sao? Con bé ngu ngốc này. Vậy mà nó định đổ vấy cho Khánh. Nó không biết xấu hổ sao? Khánh chắc nó biết thừa. Nhưng lại mặc kệ tất cả đấy. Anh ấy có lẽ đúng như thầy nói. Anh ấy rất sốc khi nhìn thấy em bị như vậy nên đã buông xuôi tất cả. Em nhận ra anh ấy thật sự rất yêu em. Chỉ là cách yêu của anh ấy luôn âm thầm, luôn một mình thôi à. Vậy thầy chúc em hạnh phúc. Chuyện thầy gia nhập bóng đêm chiếc quạt đó, bố thầy cướp của người ta. Vậy nên thầy phải gánh tội. Đó là số phận. Em chúc thầy hạnh phúc chúc mỉm cười sau đó quay đi cô nhận được tin phú đang sang nhật anh ta và vợ đã chia tay khi tình yêu không có trong cuộc hôn nhân tôi nói với phú rằng xuân sắp sinh bằng tháng với tôi giờ tôi chỉ còn thiếu một nửa của mình tôi chờ anh ấy quay trở lại chúc đến bên bờ biển xoa bụng thì thầm nói với con con yêu à mẹ nhớ bố con lắm không biết khi nào mới có thể gặp được bố con đây bố giận mẹ lâu quá rồi từ phía sau khánh trong bộ vét màu đen đứng im lặng nhìn cô đang có bụng bầu rất to anh ta ôm miệng ngước lên nhìn trên trời để không bật khóc Trúc quay lại thấy khánh cả hai nhìn nhau cô mỉm cười anh về rồi sao phải anh về rồi anh về với em rồi chúng ta đừng xa nhau nữa em biết anh tin em chỉ là anh hay giận dỗi em mà thôi có phải không? Anh cố xa em để quên em, nhưng càng xa em lại càng nhớ. Không tìm thấy em 6 tháng qua anh như phát điên, rồi anh nhận được tin từ Sơn. Anh ta nói rằng em bình yên, đang dưỡng thai, nên anh chấp nhận để yên cho em. Sơn là người tốt, còn bạn anh ấy làm Phương có kết quả rồi. Hú hồn, may không phải của anh. Là anh ấy, em bỏ luôn, chưa lưu luyến gì. Khánh lúc này nhấc bồng chúc lên, hôn vào má của cô. Tôi sắp có con rồi đấy. Hòa đán nhìn thấy như vậy, liền âm thầm quay đi và thu xếp đồ đạc. Ốc lên tiếng hỏi cô ta. Mợ hai đi như vậy sao? Tôi chưa bao giờ thực sự là mợ hai của nơi này. Nơi này đúng thật là không dành cho tôi. Khánh biết chuyện tôi sắp đặt. Có lẽ anh ta vì chút tình cảm cuối cùng nên mới để yên mọi chuyện để đẹp cả đôi bên. Tôi đến lúc phải hết nợ với anh ấy rồi. Bên bờ biển Khánh nắm tay Trúc rồi đứng cạnh Phú đang nắm tay Xuân. Cả hai nhìn về hướng biển, gương mặt ai cũng rạng rỡ đầy hạnh phúc. Đột nhiên Trúc đau bụng và cả Xuân cũng vậy. Phú lúc này hốt hoảng. Sao thế này? Đau đẻ, còn hỏi tại sao à? Đang vui lại đẻ á? À? Khánh bật cười, Trúc cũng đang đau nhưng mà cô nhăn mặt vì cười khánh vội vàng bế trúc lên anh phú đưa vợ vào phòng y em đỡ đẻ luôn cho vợ em chắc sắp sinh rồi thôi vợ mày thì mày đỡ vợ anh anh đỡ chứ anh đâu có bằng bác sĩ như anh khánh đâu không thể nào để nó đỡ được làm sao mà lại được chứ thôi được rồi em đau lắm rồi anh bế em đi cả hai bế vợ chạy dọc bãi biển trúc nép sát vào người của khánh khánh tựa má vào má của cô rồi nói khẽ mùa yêu của chúng ta thật sự đã đến. Mùa yêu của tất cả chúng ta, em và anh, và cả phú và xuân, anh tuấn và phương, chúng ta đều đang được đắm chìm vào thứ có tên là mùa yêu. Nụ cười của khánh dạng dỡ nhìn chút bên bờ biển, nụ cười này là nụ cười của mùa yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập tám cũng chính là tập cuối của câu chuyện mùa yêu được viết bởi tác giả tống thị phương anh cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này và tâm an sẽ gặp lại tất cả quý vị vào những câu chuyện tiếp theo hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho tâm an nhé chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại